em chán cái vòng lẩn quẩn mà sanh già bệnh chết này lắm. Bây giờ em muốn tìm cái con đường giải thoát vĩnh viễn, ra khỏi cái vòng mà sinh già bệnh chết này á. Khi mà em trả lời A thì nó sẽ ra B, B rồi nó sinh ra C, C nó đẻ ra D, vân vân. Cho nên Đức Phật xếp những cái câu hỏi này vào cái hàng gọi là không trả lời được. Không trả lời được. Hiểu không? Em tranh thủ tới đó đi để giải tỏa cái thắc mắc của em. Rồi rồi em tranh thủ. Ủa anh mày địa chỉ đi chùa này đâu vậy anh? Địa chỉ phải không? Ghi vô đi. Rồi anh đọc em đi, ghi vô đi. Chùa Thiền Tông. Từ từ nha. Chùa Thiền Tông. Rồi. Số 70 ấp Tây Bắc. Số 70 ấp Tây Bắc. Xã Tân Hòa. Xã Tân Hòa. Huyện Tân Thạnh. Huyện Tân Thạnh. Tỉnh Long An. Tỉnh Long An. Rồi rồi em lưu rồi. Tranh thủ tới đó đi. Dạ. Ủa, anh Nhân, anh Thiện, đây nè, đây nè. Cái đấy. Kìa, nghe nó ngồi bên kia kìa. Trời, nó ngồi đó kìa, qua, đi. Rồi, rồi, đi đi. Rồi, ngồi đi anh. Rồi, vô. Ây da. Sao, lúc này khỏe không? Khỏe. Nhập học mấy đứa nhỏ nhập học mệt quá. Đưa đón linh tung. Dạo này cũng lâu quá, không thấy em gọi cà phê, cà pháo gì hết trơn vậy. Trời, dạo này em chạy đáp suốt mà trời mưa chạy vất vả quá anh ơi. Đúng rồi, mưa gió hôm nay. Nắng quá trời luôn nè. Bên đó nắng hả? Lúc bên nắng, em mưa bởi. Bởi nắng mưa thất thường quá mà. Bởi vậy. Ê kìa bà chủ kìa. Bà chủ. Hai, lâu quá không gặp mấy anh. Ờ. 80 năm không gặp. Trời ơi, đúng là lâu quá luôn á. Rồi, hôm nay lâu rồi không gặp mấy anh, khỏe không? Khỏe. Khỏe chứ, khỏe mới tới đây trời chứ. Trời ơi, nhìn mặt tươi là biết rồi. Đúng rồi. Rồi. Chào bà chủ cái khỏe liền à. Trời, trời ơi, miệng dẻo ghê ha. Rồi, hôm nay mấy anh uống gì em làm cho. Uống gì kia đi. Ờ, cho. Đá chanh ha. Cho anh cà phê pha ngọt đi. Cà phê pha ngọt rồi, ok. Ok. Rồi, uống như kỹ đó nha. Ừ, ok. Rồi, cảm ơn nha. Hiện nay nhìn bơ phờ dữ ta. Bệnh gì không anh? Bữa giờ đi, bữa rước mấy đứa nhỏ trời mưa mà. Thời tiết nó thay đổi, giờ dạo này có tuổi rồi. Trời, lớn tuổi thì phải giữ gìn sức khỏe chứ. Bởi vậy. Đúng rồi, cũng tội cho nó. Tội. Vậy em già trước tuổi. Mệt mỏi. Tỉnh tỉnh đi em ơi, cà phê mình đi đâu á. Hôm nay kêu ra đây có gì không? Thì cái vụ hôm trước mà em nhờ anh tìm giúp em cái chùa nào mà phát miễn phí quyển giáo lý đó. Ý nước tới, nước tới. Trời ơi. Đồ uống tới đây mọi người. Trời ơi thèm cà phê quá. Lá chanh này ngọt ha. Mấy anh. Dạ. Ngọt không? Ngọt ngọt. Vừa chua vừa ngọt mà mấy anh cứ uống vui vẻ nha. Rồi cảm ơn bà chủ nha. Em nghe trên mạng người ta nói quá chừng luôn. Mà em không biết cái chùa nào á mới nhờ hai anh tìm nè. À anh nhớ rồi. Anh với anh Nhân tìm cho em cái chùa đó luôn rồi. Đúng. Đó là cái chùa đó nó phát miễn phí quyển giáo lý luôn. Thiện hả anh Thiện? Anh Nhân. Trời ơi, em mừng quá, em tìm lâu lắm rồi mà không có đó. Ừ, rồi còn gì nữa không? Còn, là em cần thêm là tìm cái nơi nào mà chuyên dạy giác ngộ và giải thoát. Có luôn. Có luôn anh? Có. Có chứ, mà anh báo tin mừng cho em luôn là 2 trong 1. Ủa, 2 trong 1 là sao anh? Thì bây giờ em cần tụi anh tìm cái gì? Thì thứ nhất á, là em cần tìm cái nơi nào mà phát miễn phí quyển giáo lý đạo Phật. Ừ. Thứ hai á, là em cần tìm cái chùa nào mà phổ biến tinh hoa của đạo Phật, tức là chuyên giải giác ngộ và giải thoát á. Thì đó, tụi anh tìm được một cái chùa làm cả 2 việc cho em luôn. Ồ, vậy hả anh? Ừ. Mà chùa nào vậy anh? Chùa này á có tên á là chùa Thiền Tông ở Long An đó em. À, chùa Thiền Tông. À, chùa Thiền Tông Tân Diệu ở Long An phải không? Không phải. Ủa sao không phải? Chùa Thiền Tông Tân Diệu á, ở xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An á, bị cái lo phóng thanh mà không biết là của ai, phóng thẳng vô cổng chùa. Trời đất. Nói là cấm hoạt động. Sao kỳ ta? Cho nên chùa này là đóng cửa rồi. Ờ. Ừ. Còn chùa này á là chùa mới, có tên là chùa Thiền Tông, ở ấp Tây Bắc, xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Chùa này á là chùa của Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An. Ôi, chủ giáo hội luôn hả? Đúng chắc rồi. Chùa này lớn lắm anh. Chùa này á mới khánh thành ngày 28 tháng 8 năm 2022 nè. Đâu đâu có hình ông cho em coi cái. Có clip đây, đem clip ra cho em coi. Đâu coi cái clip ra cho nó coi. Rồi, được coi. Tìm lâu lắm rồi đó. Đây để mở cho em xem nha. Thôi em coi kẻ nữa coi. Từ từ. Từ từ. Gấp chứ.
lâu quá. Đây đây đây. Đó. Ô, chùa Thiền Tông của giáo hội bự quá ha, lớn quá ha. Thượng tọa để nghe. Ban xây dựng gồm 4 thành viên do Thượng tọa Thích Lễ Thông làm trưởng ban. Sau hơn 9 năm thi công, chùa đến nay hạng mục chính điện đã hoàn thành với tổng kinh phí xây dựng là 9,5 tỷ đồng và hiện tại còn phải chi trả là 500 triệu đồng. Buổi lễ được lắng nghe lời phát biểu của ông Quỳnh Thanh Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hòa, tỏ lòng quan hệ đối với sự giáo hội hoành tráng hơn, hoành tráng quá. Góp phần thêm công trình giá trị cho địa phương, giá trị ngôi chùa trong xã hội, đã góp phần phát huy những giá trị quý báu của văn hóa và là nơi quy tụ của quần chúng Phật tử để rèn luyện đạo đức, nhân cách theo giáo lý Đức Phật. Giáo lý. Em nghe gì chưa? Chỗ này có giáo lý rồi. Nghe chưa? Em nghe gì chưa? Có giáo lý đạo Phật. Đúng chỗ em tìm rồi đó. Có giáo lý đạo Phật. Thấy chưa? Anh có gạt em không? Ồ, hay quá luôn anh. Đúng chỗ của em chưa? Đúng rồi đó. Ủa mà chùa này dạy gì anh? Trời, em hỏi gì kỳ vậy? Chùa Thiền Tông thì phải dạy Thiền Tông chứ. Đúng rồi, chùa Thiền Tông là phải tu theo pháp môn Thiền Tông chứ. Ủa ơi, pháp môn Thiền Tông này tu làm sao vậy anh? Ừ thì em đi hỏi mấy vị sư thầy á đó. Chứ anh có tu Thiền Tông đâu sao anh biết được. Mà nói cho ngay nghe nha, chùa mà dám phổ biến pháp môn Thiền Tông á là chùa thứ dữ đó. Chứ không phải vừa đâu. Ồ, thứ dữ luôn á anh. Chắc thầy trụ trì này cao cơ lắm ha. Đúng rồi. À mà theo anh được biết á nha, thì pháp môn Thiền Tông á được truyền từ Đức Phật Thích Ca, truyền qua 36 vị tổ sư. Trong đó có Ấn Độ nè, Trung Hoa nè, Việt Nam nữa. Mà ở Việt Nam chúng ta được vinh dự có 3 vị tổ là Phật Hoàng Trần Nhân Tông nè, tổ Pháp Loa nè và tổ Huyền Quang nữa đó. Hay quá anh, hay thiệt. Xuất sắc. Đúng rồi đó. Đặc trưng của pháp môn Thiền Tông á là thờ tượng Đức Phật cầm cành hoa sen. Mà từ hồi xưa á, ở ngoài miền Bắc á, toàn là thờ Đức Phật cầm cành hoa sen không đó em. Ồ hay quá anh. Mà đặc biệt á, pháp môn Thiền Tông á được các nhà khoa học và các nhà trí thức á, người ta cho là tinh hoa của nhân loại đó. Vì vậy á, cái chùa Thiền Tông á ở ấp Tây Bắc, xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An này nè, là cái chùa đang nắm giữ tinh hoa của nhân loại đó. Ồ hay quá anh Nhân Thiện ơi. Hay chứ anh. Anh nói cho ngang nghe nè, cái chùa Thiền Tông ở ấp Tây Bắc, xã Tân Hòa, tỉnh Long An này nè, là đang nắm giữ cái quyển giáo lý đạo Phật. Giáo lý đạo Phật luôn. À, trong cái quyển giáo lý đó nó chứa đựng cả một hệ thống từ cơ bản đến nâng cao, giúp con người từ phàm phu đến quả vị Phật luôn. Em á, mà muốn lên trời á, nó cũng phải có cái công thức. Em xuống địa ngục nó cũng phải có cái công thức. Mà em muốn giải thoát á, nó cũng phải có cái công thức. Đó đó, chỗ đó đó. Mà cái chùa Thiền Tông này đang cất giữ cái quyển giáo lý này. U là trời, tuyệt vời quá anh. Chứ sao, anh nói cho ngang nghe, một tên đồ tể để mà muốn buông đao thành Phật á, thì trong cái quyển giáo lý này người ta chỉ luôn. Trời trời, thiệt vậy hả anh? Thiệt chứ. Ngoài cái quyển giáo lý này ra còn có giáo kinh nè. Giáo kinh. Giáo lễ nè. Ừ, giáo lễ. Giáo điều nè. Giáo điều. Giáo luật nè. Giáo luật nè. Giáo luật. Rồi phẩm cấp nè. Phẩm cấp luôn. Nội quy nè. Tôn chỉ. Cương lĩnh. Và đạo phục luôn. Nhiều quá. Đầy đủ. Nhiều quá. Ủa sao chùa Thiền Tông này có nhiều thứ quá vậy anh Thiện? Phải vậy chứ, cái này là Đức Phật quy định như vậy. Một cái chùa Thiền Tông là phải đầy đủ như vậy. Cho nên là khi mà cái chùa Thiền Tông này ra đời á, là Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền Tông. Thông thường em không bao giờ mà em tìm thấy được trong những cái kinh sách thông thường là nó không có. Là vậy. Anh nhớ không lầm là vị tổ thứ 28 á, ngài tên là Bồ Đề Đạt Ma đó. Ngài có lặp lại 4 câu của Đức Phật. Sao anh? 4 câu của ngài nói là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ chân tánh, kiến tánh thành Phật. Đó. Quy định của tu theo Thiền Tông là như vậy đó em. Bởi vậy anh mới nói cái chùa Thiền Tông ở ấp Tây Bắc, xã Tân Hòa này là cái chùa thứ dữ. Nó có tất cả hết tất cả những điều mà anh vừa mới kể ở trên. Không tin em cứ lại cái chùa Thiền Tông đó, thầy chủ trì sẽ kể cho em nghe. Đó. Ồ, hay quá anh. Bữa nào em phải tới cái chùa Thiền Tông này để em xin cái quyển đi chùa giáo đi. Lý giáo lý đạo Phật. Này anh nói nhiều thứ quá, nhắc lại cho em không nhớ. Đây nè, giáo lý. Rồi, giáo lý. Giáo kinh. Giáo kinh. Giáo lễ. Giáo lễ. Giáo điều. Giáo điều. Giáo luật. Giáo luật. Tôn chỉ. Tôn chỉ.
cương lĩnh, cương lĩnh, nội quy, nội quy, đạo phục và đạo phẩm phục, cấp, phẩm cấp, đó, đầy đủ hết, quá. Đầy đủ quá, đầy đủ luôn. À, anh quên nữa. Sao? Đặc biệt cái chùa Thiền Tông này còn có một điểm rất đặc biệt, có nghĩa là cho hỏi tự do luôn. Vậy hả? Ừ, từ hữu hình đến vô hình, thầy chủ trì ở chùa đó không từ nan bất kỳ một câu hỏi nào hết. Nếu như sắp tới em có thắc mắc bất cứ câu hỏi nào, em cứ lại chùa Thiền Tông đó, em hỏi vị thầy chủ trì, thầy chủ trì sẽ trả lời hết tất cả cho em luôn. Hay quá anh, em nè, em có nhiều thắc mắc lắm, mà trước giờ em đi hỏi khắp các thầy ở những chùa trong nước mình á, không có thầy nào mà giải đáp cho em được rõ thông hết trơn. Không, bây giờ anh nói em nghe nè, bây giờ em thắc mắc gì hỏi anh nè. Thắc mắc cái gì? Ừ, hỏi đi. Thắc mắc này á, em có từ hồi nhỏ rồi. Tức là em bản thân em nè, em là ai? Rồi em từ đâu đến đây? Rồi không biết là em đến đây để làm cái gì? Cuối cùng á, chết, em cũng không biết mình đi về đâu nữa. Rồi lớn lên một chút, em mới thấy ông bà của em lần lượt qua đời. Lúc đó em chợt nghĩ sao mà cuộc sống này nó vô nghĩa, nó ngắn ngủi quá. Em chán cái dòng lẩn quẩn mà sanh già bệnh chết này lắm. Bây giờ em muốn tìm cái con đường giải thoát vĩnh viễn, ra khỏi cái dòng mà sinh già bệnh chết này á. Giờ làm sao anh chỉ giùm em đi. Bây giờ á, anh nói cho nghe nghe nè, em phải bình tĩnh nghe anh nói. Em đừng có cái suy nghĩ như vậy, hiểu không? Đức Phật nói á, là những cái câu hỏi của em á, thời Đức Phật cũng đã có rồi. Nhưng mà Đức Phật xếp những câu hỏi đó vào cái hàng mà gọi là không trả lời được. Đúng. Em biết tại sao không? Sao? Tại vì á, khi mà em trả lời A thì nó sẽ ra B. B rồi nó sinh ra C. C nó đẻ ra D. Vân vân. Cho nên Đức Phật xếp những cái câu hỏi này vào cái hàng gọi là không trả lời được. Không trả lời được đúng không? Hiểu không? Ok chưa? Ok. À, vậy thôi. Không trả lời được. Hay quá anh Thiện ơi. Hay không? Hay. Đúng không? Đúng. Bởi vậy anh nói mà. Chào mọi cái nha. Thoải mái, hỏi đi. Đức Phật ừ. là một vị toàn năng, toàn giác đúng không? Đúng. Thì toàn năng là sao anh? Toàn năng á là cái gì cũng làm được hết. Rồi. Thì toàn giác là sao? Toàn giác là cái gì cũng biết hết. Đúng. Thì vậy sao anh nói Đức Phật trả lời không được? Cứng họng rồi phải không? Biết thì nói, không biết thì ngồi im. Ai rầy? Bày đặt tinh tướng. Thì anh nghe mấy thầy người ta trả lời vậy thôi. Không, không ấy bây giờ nói nghe bây giờ mấy cái thắc mắc của em hồi nãy á, mấy cái câu vừa rồi đó. Thì em lại cái chùa Thiền Tông ở ấp Tây Bắc, xã Tân Hòa đó. Em lại em hỏi đi. Vị thầy chủ trì đó có quyển giáo lý cho nên vị thầy chủ trì đó biết hết trả lời cho em rõ thông được hết mấy câu hỏi đó. Ha. Thì từ đầu nói vậy đi. Trả lời trên trời với biển. Thôi coi như đừng giận anh. Thôi bỏ đi. Anh xin lỗi nha. Hỏi vị thầy đó nghe. Rồi. Vậy đi. Đúng rồi đó anh. Mà đặc biệt á, anh nghe nói cái chùa này á, có treo bảng là chùa Thiền Tông chính hiệu, chuyên dạy giác ngộ giải thoát, cam kết là dạy đúng lời của Phật dạy. Cam kết luôn hả anh? Đó. Và không lừa người nữa đó em. Không lừa người luôn. Em tranh thủ á, em tranh thủ tới đó đi, để giải tỏa cái thắc mắc của em. Ha. Rồi em tranh thủ. Ủa anh mày địa chỉ đi chùa này đâu vậy anh? Địa chỉ phải không? Ghi vô đi. Rồi anh đọc em đi ghi vô ấy. Chùa Thiền Tông. Từ từ nha. Chùa Thiền Tông. Rồi. Số 70 ấp Tây Bắc. Số 70 ấp Tây Bắc, xã Tân Hòa. Xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh. Huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Tỉnh Long An. Rồi em lưu rồi. Tranh thủ tới đó đi. Dạ. Em tranh thủ sắp xếp để tới đó xin quyển giáo lý gì đọc coi. Đúng rồi. Cho nó rõ thông hết. Trước giờ em thấy mình hiểu biết mù mờ quá. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh với anh Thiện cũng cần đọc cho nên em xin về xem em photo cho anh với anh Thiện nhé. Dạ, rồi em xin được về anh em mình cà phê rồi okay. Cùng đọc. Cái giáo lý nó quan trọng lắm tại vì cái giáo lý nó là cái thước đo chuẩn mực của đạo Phật. Đó, em hiểu đó, không? Đó anh. Em hiểu chưa? Em muốn tìm hiểu cái đó. Đó, nên chỗ đó là dạ. Em đọc xong quyển giáo lý, cái gì em cũng biết hết. Dạ. Thôi vậy đi ha. Hôm nay cũng cảm ơn hai anh quá, nhờ hai anh mày mới biết được cái chùa Tân Thạnh này chứ. Chùa đấy đặc biệt lắm. Dạ, chùa Thiền Tông Tân Thạnh phải không? Ơn nghĩa gì, bữa nào mời hai anh cà phê được rồi. Ây da. Rồi sao thôi chắc anh về chứ anh lo mấy đứa nhỏ chứ. Em cũng tranh thủ chạy đi đói. Bởi vậy.
Anh Nhân sao? Mệt quá. Thì đó, thì giờ xong anh em rồi về anh cũng đi đón con, cũng sắp tới giờ rồi. Rồi, vậy anh em mình rút đi ha. Rồi, vậy hen. Cái nào có thì điện, alo. Rồi, thôi, cảm ơn anh Nhân nha. Ok. Cảm ơn anh Nhân. Ok, có gì đâu.